Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục với series ITBA Documentation. Trong video clip này, chúng ta cùng tìm hiểu về các cái tài liệu liên quan tới API. Ở series về API dành cho ITBA, mình cũng đã đề cập tới những cái tài liệu này một lần. Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu lại đối với cái việc làm tài liệu ITBA chỉ quan tâm tới hai tài liệu chính yếu nhất thứ nhất đó là liên quan tới việc là chúng ta mô tả và xây dựng ABI các bạn nên hiểu là ABI nó cũng như là một cái phần mềm thôi và chúng ta phải đặt tả nó để cho các bạn đép các bạn QC người ta làm việc thì ở đây các bạn sẽ làm tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ đặt tả những cái tài liệu để mà chúng ta có thể thiết kế nên ABI chi tiết của nó như thế nào nó có những nội dung gì ngoài ra chúng ta có một tài liệu thứ hai đó là tài liệu kỹ thuật tài liệu tích hợp thì API nó một sự kết nối thì đòi hỏi chúng ta phải có tài liệu kỹ thuật tài liệu tích hợp để mà chúng ta có thể kết nối giữa hệ thống a với hệ thống b và tài liệu này người itba sẽ phải kết hợp với bạn dev để mà người ta hỗ trợ các bạn đưa ra những cái thông tin về mặt kỹ thuật những cái thông số tiêu chuẩn kết nối vân vân để mà các bạn có thể đưa vào tài liệu và từ đó các bạn sẽ được viết lên cái tài liệu với những cái nội dung mà chúng ta sẽ phải nói nhiều hơn, nó thực tế hơn để mà đảm bảo làm sao khi mà cái người thích hợp người ta đọc vào người ta có thể hiểu được là, ừ chúng ta phải thực hiện công việc A B C D chúng ta phải thực hiện những cái code B C e, F vân vân để mà người ta có thể thích hợp người ta có thể kết nối giữa hệ thống A và hệ thống B chúng ta cùng vào phần đầu tiên đó là tài liệu đặc tả ABI Tài liệu đặc tả API nó cũng như một cái tài liệu BRD, một tài liệu SRS thôi Thì nó cũng sẽ có trang bìa, nó cũng sẽ có bản theo dõi sự thay đổi Nó cũng sẽ có trang ký, nó cũng sẽ có giới thiệu, nó cũng sẽ có tổng quan mô hình, đặc tả chi tiết Yêu cầu phi chức năng và những tiêu chuẩn về mặt nghiệm thu Đầu tiên là tổng quan mô hình, các bạn sẽ thấy là chúng ta cũng phải có những cái nội dung về mặt giới thiệu hiện trạng, mục tiêu xây dựng API là gì. Các bạn cũng sẽ phải có những cái mô hình liên kết mô hình tích hợp, các bạn sẽ phải mô tả bằng activity diagram, các bạn có thể mô tả bằng sequence diagram vân vân để mà cho người đọc người ta biết được là các bạn đang xây dựng mô hình như thế nào, kết nối ra sao, nó thực hiện những cái yếu tố gì, những cái mục tiêu gì, cái output mong muốn đầu ra là gì vân vân để mà người ta có thể biết được ừ những cái mô hình đó nó chuẩn xác hay không nó ổn hay không cũng như là cái việc mà các bạn mô tả tổng quan á nó đòi hỏi các bạn sẽ phải nghiên cứu rõ ràng cái mô hình không phải là chúng ta mô tả API đơn lẻ rồi các bạn lại đưa ra một cái mô hình một cách không liên quan gì cả chúng ta không thể nào xây dựng như vậy các bạn sẽ phải có rõ ràng cái mô hình chúng ta sẽ có danh sách các API để thỏa mãn mô hình đó và các API này nó nó cũng sẽ có tên tiếng Anh nó cũng sẽ có tên tiếng Việt của họ và đặc biệt các bạn phải có diễn giải về các cái danh sách API kết hợp với cái mô hình kết hợp với các danh sách API nó cho người đọc một cái bức tranh rất là rõ ràng về ok các cái API này nó thỏa mãn cái mô hình gì các API này có mục đích là gì và các cái API này để sử dụng như thế nào để mục đích là gì để mà liên kết những cái thành phần như thế nào trong các cái mô hình đó trong các cái workflow vân vân tiếp theo chúng ta sẽ đặt tả chi tiết từng API ở trong series API và ITBA mình cũng đã nói về những cái thông tin đặt tả chi tiết này rồi chúng ta sẽ có từng API được đặt tả và mỗi API nó sẽ có các thông tin request, các thông tin respond, các thông tin về mặt mã lỗi. Ok, đặc tả chi tiết các bạn sẽ thấy là chúng ta phải mô tả từng API một, ta không có gộp nhé. Mỗi API đều có cái vai trò trách nhiệm của nó. Request là thành phần bao gồm là các bạn sẽ phải mô tả tham số nè, các bạn sẽ phải nói về những cái tham số đó và các bạn cũng phải nói về những cái business rule của tham số như ở series API mình có nói là chúng ta sẽ có hai dạng output một là output dạng trả về kết quả, hai là output trả về về mặt dữ liệu. Ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có output về mặt kết quả chúng ta có transaction ID, chúng ta có thời gian, chúng ta có mã, chúng ta có kết quả. À, thường ví dụ như là các bạn thấy là chúng ta thường trả code 200 khi mà kết quả thành công và những cái mã lỗ tương ứng. Rồi, chúng ta sẽ có những dạng dữ liệu à, Các bạn sẽ thấy là chúng ta có transaction ID, chúng ta có timestamp, chúng ta có mã Chúng ta có các trường dữ liệu kết quả nó như thế nào Những yêu cầu phi chức năng, các bạn sẽ thấy là API nó sẽ có những yêu cầu về mặt bảo mật, về mặt tính ổn định, về mặt hiệu năng, về mặt hỗ trợ, về mặt giao tiếp vân vân. Thì những cái này các bạn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để mà các bạn viết vào trong một cái tài liệu Cuối cùng là các cái tiêu chí nghiệm thu, các bạn sẽ thấy là các cái API các bạn khi đưa ra mô hình khi mà đưa ra các cái danh sách API phù hợp với mô hình thì đồng thời các bạn cũng phải xác định được cho người cốt cho người đẹp đó là ở cái mô hình này chúng ta sẽ phải xây dựng như thế nào và cái tiêu chuẩn làm sao để mà biết được là ở uh, cái mô hình này đã hoàn thành làm sao để biết được API đã được thiết kế và vận hành theo như mô hình đã được mô tả trong tài liệu Ờ, rồi chúng ta có thể có những cái tiêu chuẩn khác ví dụ như là ibi phải vận hành trân chu không có được lỗi không có được uh, uh, bất ổn định uh, và cũng như là các bạn thấy là các cái thông tin ibi sẽ được chuyển vào cái tài liệu kỹ thuật một cách đầy đủ để mà chúng ta đảm bảo được một cái trải nghiệm một cách trọn vẹn từ đầu tới cuối Đối với cái tài liệu về mặt đặc tả API, mình cũng đã nói rất là rõ ở bên series API dành cho ITBI rồi. Bản chất đây là một cái tài liệu để mà chúng ta nhật ký lại những cái phân tích của chúng ta liên quan tới xây dựng một cái bộ API. Thì cái bộ API nó có thể chỉ có một API thôi, nhưng nó có thể là rất nhiều API để mà cùng kết hợp lại để mà hoàn thành một cái mô hình. Hoàn thành một cái mục tiêu hoàn thành một cái mục đích nào đó thì các cái nội dung này các cái nguyên tắc trình bày tài liệu nó cũng tương tự như BRD, SOS mà mình đã mô tả ở các cái video clip của series này các bạn cứ theo dõi các cái video clip thì các bạn sẽ thấy rất là rõ là mình đã hướng dẫn các bạn từng bước từng bước từng bước những cái tư duy những cái cách làm những cái phương pháp tiếp cận để mà các bạn có thể xử lý các cái tài liệu thì các bạn cứ áp dụng tự như vậy chẳng qua đối với các cái tài liệu kia thì nó là phần mềm nói chung còn ở đây chúng ta sẽ tập trung vào một cái mảng là abi tài liệu tiếp theo mà mình đã đề cập đó là tài liệu về mặt kỹ thuật Chúng ta có thể gọi là tài liệu kỹ thuật cũng được hoặc chúng ta có thể gọi là tài liệu thích hợp cũng được. Thì nội dung tài liệu bao gồm những cái gì? Nội dung tài liệu bao gồm trang bìa, theo dõi sự thay đổi, giới thiệu, tổng quan mô hình, tiêu chuẩn kết nối, đã tạo chi tiết, những yêu cầu phi chức năng và các cái tiêu chuẩn nghiệm thu. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về tổng quan mô hình. Chúng ta sẽ có những cái diễn giải bằng lời về cái mô hình ứng dụng của API là cái gì. Ở đây nó sẽ thiên hướng về mặt business, các cái tình huống nghiệp vụ mà chúng ta sẽ áp dụng các cái bộ ABI đó thứ hai chúng ta sẽ có một cái sơ đồ để mà chúng ta cho người xem dễ hình dung hơn về cái mô hình kết nối chúng ta có thể vẽ bằng activity diagram cũng được các bạn có thể vẽ bằng infographic cũng được hoặc các bạn có thể vẽ bằng sequence diagram cũng được tổng quát mô hình này nó thể hiện đầy đủ các cái business model mà ABI có thể áp dụng tại vì chúng ta có thể có 10 ABI nhưng mà các bạn sẽ có rất là nhiều business model hoặc là chúng ta sẽ có các cái tình huống về mặt nghiệp vụ khác nhau và chúng ta sẽ lựa chọn những cái API phù hợp cho từng tình huống nghiệp vụ khác nhau. Các bạn nên hiểu là nói về cái tài liệu kỹ thuật này, nó đòi hỏi chúng ta sẽ phải thể hiện rõ các cái tình huống nghiệp vụ tương ứng. Tại vì nếu như các bạn để cho người dùng thích lấy gì thì lấy thì người ta đôi khi người ta sẽ rất là khó hiểu. Người ta cũng không biết là sẽ sử dụng như thế nào Người ta cũng không biết là sẽ lấy các API nào Tại vì có thể nhìn hai API nó tương đồng về tên nhưng có thể là cái mục đích sử dụng nó hoàn toàn khác nhau thì ở đây các bạn sẽ phải hướng dẫn cho người dùng chứ không phải là các bạn để người dùng tự bơi không phải là các bạn để team developer của đối tác của khách hàng của bên tích hợp người ta muốn sử dụng như thế nào thì sử dụng rồi lúc đó các cái khâu về mặt kiểm thử các cái khâu về mặt xử lý nó lại sai là không được ha các bạn sẽ phải mô tả rõ các cái tổng quan mô hình và các cái tình huống nghiệp vụ các cái business model mà các bạn có thể áp dụng các cái api được liệt kê trong tài liệu tiếp theo là tiêu chuẩn kết nối mỗi công ty, mỗi tổ chức, mỗi hệ thống nó sẽ có những cái tiêu chuẩn kết nối khác nhau. Thì các bạn sẽ phải thể hiện là các cái loại API như thế nào. Ví dụ như là REST, RESTful, các cái tiêu chuẩn bảo mật, các cái phương pháp gọi API, các cái phương thức kết nối và đôi khi các bạn sẽ phải cung cấp các cái username password dành cho môi trường test đối với API thường người ta hay gọi môi trường test là môi trường sandbox và môi trường live môi trường production để mà đảm bảo cho bên phía team kỹ thuật của đối tác của khách hàng người ta tiếp nhận cái tài liệu API thì người ta có thể hiểu được là ừ chúng ta cần phải kết nối như thế nào chúng ta phải gọi API ra sao các nội dung còn lại thì thực ra nó cũng tương tự như là các bạn mô tả các cái tài liệu của BA thôi các cái tài liệu BA nói chung thôi chúng ta sẽ có những cái phần đặc tả chi tiết về API nó như thế nào, ra sao Nó sẽ có những cái cốt mẫu như thế nào Để mà cho người xem, để mà cho dev, để mà cho QC ở bên phía đối tác, ở phía khách hàng người ta hiểu được Các bạn nên hiểu là chúng ta cần phải viết theo cái ngôn ngữ sao cho nó phổ thông dễ hiểu ha Nguyên tắc chung của ITBA các bạn đừng có ham hố những cái sơ đồ những cái diagram, những cách dùng từ nó nguy hiểm Các bạn hãy để cho người dùng, hãy để cho người xem những cái ngôn ngữ dễ chịu những cái ngôn ngữ phổ thông những cái ngôn ngữ đơn giản mà thôi cũng như là đây là tài liệu mà các bạn có thể gửi cho khách hàng gửi cho đối tác cho nên các bạn vui lòng đóng gói dàn trang định dạng văn bản đẹp và các bạn lưu ý chúng ta hãy xuất ra file pdf để mà người ta dễ dàng đọc và tra cứu Quy tắc chung của ITBA khi làm việc đó là các bạn sẽ phải xuất ra những cái định dạng file nó thông dụng như là PDF, như là JPEG, như là PNG để mà bất kỳ một cái máy vi tính nào dù mới hay cũ đều có thể đọc được. Chúng ta đừng có đưa ra những cái đường link, chúng ta đừng có đưa ra những cái định dạng file nó lạ theo những cái phần mềm mà chúng ta quen làm. Hãy export ra tất cả những cái định dạng file thông dụng để khi chúng ta gửi mail, khi chúng ta gửi file vân vân tất cả mọi nội dung đều có thể đọc được ở các máy tính khác nhau. Ok. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là tài liệu API thực ra nó cũng khá là đơn giản thôi, nó cũng không có gì phức tạp cả. Và khi các bạn làm tài liệu API, các bạn hãy lưu ý là chúng ta sẽ phải chia ra là ở ừ, chúng ta làm tài liệu đặc tả để mà chúng ta xây dựng API hay là chúng ta làm tài liệu kỹ thuật để mà chúng ta có thể gửi cho đối tác về nội dung nó cũng sẽ có những cái đầu mục chính như vậy khác biệt ở chỗ là tùy công ty tùy dự án mà các bạn viết vào mà thôi các bạn hãy nhớ dùng ngôn ngữ sao cho nó phổ thông hai lúa cho các bạn